còn Hà Trí Quang ấn định ngày đám cưới. Hà Trí Quang xúc động báo tin vui đến bạn bè đồng nghiệp và đông đảo khán giả. Hà Trí Quang và bạn đời đồng giới Thanh Đoàn đã có con chung. Điều này khiến nhiều đồng nghiệp khán giả vô cùng trông ngóng ngày cả hai báo tin vui. Không để mọi người chờ đợi quá lâu, vào chiều ngày 11 tháng 10, nam diễn viên đã công bố thời gian làm đám cưới. Anh Hạnh Phúc cho biết sẽ bắt đầu gửi lời mời tới những người thân thiết đến dự hôn lễ. Ngày giờ địa điểm sẽ diễn ra tiệc cưới Hà Trí Quang Thanh Đoàn tại thành phố Hồ Chí Minh đã sẵn sàng. Bắt đầu hôm nay sẽ gọi điện thoại mời hiện diện của anh chị em bạn bè cùng tham dự minh chứng cho tình yêu của Quang và Đoàn. Khi đón nhận tin mừng từ Hà Trí Quang và Thanh Đoàn, đa số bạn bè, người quen và khán giả đều vui mừng cho cặp đôi. Kali hào hứng nói, chuẩn bị quẩy nha hai bé ơi. Bên cạnh đó, cư dân mạng đồng loạt để lại những lời chúc tốt đẹp nhất cả hai. Chúc mừng anh nha, mãi hạnh phúc cùng tình yêu đời mình anh nhé. Wow, tuyệt vời quá, chúc mừng hai em nha. Tình yêu quá đẹp, chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Trước khi thông báo thời gian làm đám cưới, Hà Trí Quang đã chia sẻ hậu trường chụp ảnh cưới với Thanh Đoàn. Còn một tháng nữa thôi là đến ngày trọng đại của tụi mình rồi. Vừa qua biết bao chông gai, giờ đây anh và em sẽ có một kỷ niệm thật đẹp và đáng nhớ trong cuộc đời mình đúng không em? Luôn nắm chặt tay anh, còn thở là còn yêu em nhé. Nam diễn viên nhắn nhủ tới người bạn đời. Ở trên mạng xã hội, Hà Trí Quang luôn hết lời khen ngợi người bạn đời. Nam diễn viên từng nói rằng Thanh Đoàn đã phải bôn ba, mưu sinh từ năm 14 tuổi. Nghị lực sự mạnh mẽ của người bạn đời khiến anh vừa thương vừa ngưỡng mộ. Giờ nhìn lại một chặng đường em đi qua mới thấy em thật mạnh mẽ. Đây là lúc chúng ta cố gắng luôn nắm tay nhau và sống thật hạnh phúc cùng nuôi dạy hai con thành tài em nhé. Được biết Hà Trí Quang Thanh Đoàn bắt đầu hẹn hò từ năm 2018 cho đến cuối tháng 12/2022, cặp đôi đón cặp song sinh bé trai bé gái. Cả hai hết mực yêu thương các con, đặt cho bé trai là biệt danh Kaka, bé gái biệt danh là Muội Muội. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn nhớ bấm like, share, subscribe để nhận tin tức hay mỗi ngày nhé. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.